Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong cái file mới nhất ngày hôm nay, mình sẽ update và lên cho anh em một phiên bản cực hot, đó chính là Sora V21 nha. Hôm qua quá trời anh em hỏi mấy anh ơi lỗi rồi, thực ra thì nó là do Sora nó update và do cái chủ sở hữu làm ra Sora này. Họ xóa hết tất cả các phiên bản cũ đi rồi, được chưa? Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em phiên bản Sora V21 và anh em hoàn toàn có thể chạy full được tất cả các script menu nhá. Ở đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải cho mình 5 file bao gồm Blockchain V2.70 này, Cloud Fade Warp này, file fix on Sora, file Node V20.1.60 cái bản mới này và Sora V21. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành làm luôn nha. Đầu tiên thì nếu như các bạn chưa biết cài thì anh em nhớ là bấm cài cho mình cái Blockchain này. Đó, các bạn cài vào cho mình thì cài rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc nách cho mình là xong thôi nhá. Đấy, cài xong rồi các bạn tiến hành đăng nhập vào game cho mình. Đây, cái này cứ ở trên qua anh em hiểu nôm na là anh sẽ đăng nhập nick các bạn vào game như thế này. Đăng nhập xong anh em ẩn xuống. Bước tiếp theo sau đó nữa thì đây các bạn vào đây cho mình nhá. Anh em bấm vào phần lên này này, bấm vào cái hình cái khiên này, Windows Security ở trên máy các bạn này. Anh em tìm đến mình Virus Threat Protection này, bấm vào đây này và bấm vào cho mình Virus Threat Protection setting, bấm vào Manage setting. Ở đây anh em sẽ có cái Real Time Protection đấy, anh em ví dụ nó đang bật này, anh em tắt nó đi như này mình nhá, phải tắt cho mình đi như này nhá. Ok chưa? Nếu không sau đó anh em ẩn xuống, đừng có tắt hẳn, anh em ẩn nó xuống như này. Ok, rồi. Sau khi cài xong Play Store Block, tắt diệt virus trên máy các bạn. Anh em sẽ cài cho mình cái file Node V20. Cài anh em chỉ nách là xong rồi. Ok. Sau khi cài xong file Node V20, các bạn giải nén tiếp cho mình cái file fix on Sora. Đó. Được chưa? Tiếp theo anh em vào bên trong thì nó sẽ có 32 bit và 64 bit, thì anh em bấm vào cho mình 64 bit nhá, hoặc 32 bit tùy theo máy các bạn. Máy các bạn chạy nào bấm cái đó. Tiếp theo các bạn cài mình Windows laptop, anh em cài cho mình nhá. Cài cũng chỉ tất cả chỉ việc nách thôi, không có gì khó khăn cả. Rồi, và sau khi xong những cái bước rồi thì bước cuối cùng của chúng ta là các bạn sẽ giải nén cho mình cái file Sora V21 này nhá. Rồi, sau khi giải nén xong cho đầu cái thư mục là Sora V21, bạn bấm vào cho mình. Và ở đây chúng ta sẽ cần đến một cái file nữa, ví dụ máy các bạn mà truy cập được luôn thì ok, còn máy các bạn bị lỗi như máy mình này, bấm này, anh em thấy không? Nó sẽ không load được cái gì cả. Đấy, không biết máy các bạn, có thể một số máy sẽ không bị lỗi như máy mình đâu, nhưng có một số máy các bạn chắc chắn sẽ lỗi như máy mình là nó không load được, không mở Sora lên, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta cần làm thêm cho mình một bước, các bạn cái mình cái Cloud Fade Warp này. Các bạn cái mình cái này nhá. Đó, ông nào mà hay xem phim porn thì chắc hẳn là không xa lạ app này. Rồi, sau đó xong em chọn next, accept. Đó, chính là app 1.1.1 đấy. Nhưng mà ở trên máy tính em bấm vào phần cài đặt này cho mình, cái cho mình Warp này nhá, và sau đó anh em chọn kết nối đây cho mình. Được chưa? Rồi anh em đợi một chút để nó báo này, connection rồi. Ok. Rồi, sau khi nó kết nối xong thì chúng ta sẽ mở lại cái vừa bị lỗi Sora V21. Bấm vào cái bootstrapper nghe bên trong đó. Đã chạy ngon lành cho anh em nhá. Đó, xoay. Được của nó chưa? Đó, các bạn mở cho mình Blazor Block lên. Ok. Đó. Và sau đó là em đăng nhập vào game và vã thôi. Rất là đơn giản và dễ cho chúng ta đúng không ạ? Còn đến đoạn này thì anh em nào hay theo dõi chắc hẳn là các bạn không ấy rồi. Đến đây bắt đầu các bạn để cho mình cái đèn màu đỏ này thì từ chữ X này thẳng xuống cho mình, bấm vào cho mình cái hình inject ở đây. Bấm một lúc đợi cho cái đèn nó sang màu vàng anh em nhá. Đấy, sang màu vàng ok chưa? Rồi sau đó anh em bấm vào game Block Fruit cho chúng ta. Và khi các bạn vào đến trong game thì cái đèn này này nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Thì như vậy là chúng ta đã cài thành công và có thể sử dụng các phiên bản hack đây. Block Fruit rồi. Anh em thấy không ạ? Ok. Đó thì hôm qua giờ Sora update làm khổ quá, mình nghiên cứu mãi mới tìm ra được cái cách này để dành cho một số máy bạn. Kiểu như anh em chạy được Sora luôn thì nó không nói, nhưng mà một số máy nó bị lỗi, máy mình bấm vào nó chả hiện lên cái gì cả ấy. Đó thì anh em phải áp dụng nhá. Rồi và sau khi xong thì đây mình sẽ lên cho anh em script Anine Hub và mình hay chia sẻ nhá. Để đến đây anh em chỉ việc bấm vào mình hình mũi tên quay sang bên phải, bấm mình một phát. Rồi và sau khi bấm xong thì các bạn đợi một chút để cho cái clip script của chúng ta nó hiển thị lên thôi. Ok chưa? Đây, anh em thấy vẫn full đầy đủ hết tất cả các tính năng cho các bạn anh em nhá. Đó, anh em có thể áp dụng và trải nghiệm ngay bây giờ Sora của chúng ta nhá.